Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện: Thưa ngài Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát ở trong mộng nhập ba pháp tam ma địa này, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng thêm lợi ích chăng? Thiện Hiện đáp: Thưa ngài Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát vào lúc ban ngày nhập ba pháp tam ma địa này, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng thêm lợi ích, thì ở trong mộng họ có nhập cũng có tăng thêm lợi ích. Vì sao, thưa ngài Xá Lợi Tử? Vì ban ngày cùng trong mộng không sai biệt. Thưa ngài Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát ban ngày tu hành bát nhã ba la mật đa mà đã gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì Đại Bồ Tát ấy trong mộng tu hành bát nhã ba la mật đa cũng gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Ba pháp tam ma địa đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể làm tăng thêm lợi ích cũng giống như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Các Đại Bồ Tát trong mộng tạo nghiệp có tăng thêm hoặc tổn giảm lợi ích chăng? Phật dạy: Hữu vi là hư vọng chẳng thật, như việc làm trong mộng thì tại sao hành động kia có thể tăng hoặc giảm? Vì sao? Vì chẳng phải đối với các việc đã làm trong mộng có thể tăng thêm lợi ích hoặc có thể tổn giảm, mà ngay đến khi tỉnh nhớ tưởng phân biệt việc làm trong mộng cũng có sự tăng giảm. Thiện Hiện đáp: Có các người ban ngày giết hại sanh mạng kẻ khác, rồi vào ban đêm trong mộng nhớ nghĩ phân biệt, tự mình rất vui sướng. Hoặc có người mộng thấy giết người, tưởng là khi tỉnh, phát sanh vui mừng. Hai nghiệp như thế theo ý ngài thì sao? Xá Lợi Tử đáp: Không có cái sở duyên thì hoặc suy nghĩ hoặc hành động đều chẳng phát sanh được. Cần có sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới phát khởi. Trong mộng suy nghĩ và hành động, duyên vào đâu mà sanh? Thiện Hiện đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Hoặc mộng hoặc tỉnh, không có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động chẳng sanh. Cần có sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới hiện khởi. Vì sao, thưa ngài Xá Lợi Tử? Hoặc mộng hoặc tỉnh cần phải ở trong pháp kiến văn giác tri, có sự chuyển biến của nhận thức, do đó mới khởi nhiễm hoặc khởi tịnh. Nếu không có các pháp thấy nghe hiểu biết thì không có sự chuyển biến của nhận thức, cũng không nhiễm không tịnh, do đó nên biết hoặc mộng hoặc tỉnh. Có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới khởi, không có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động chẳng phát sanh.